Sáng ngày 18 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Giang Phước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm chủ trì tại điểm cầu An Giang. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua 8 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, nhận thức của các cấp quỹ đảng, chính quyền và xã hội về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố vững chắc. Việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tăng cường. Các cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh dạy học từ xa, dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và từng bước xây dựng các khóa học trực tuyến mở đại chúng. Các thiết chế văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng đã tham gia cung ứng và tổ chức các chương trình giáo dục mở trên sóng phát thanh truyền hình. Tại An Giang, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay toàn tỉnh đã phổ cập giáo dục xóa mù chữ cho 94% người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, 96% người trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi. Các địa phương trên toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 100% cấp huyện củng cố dưỡng chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Ít nhất 80% cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ở mức độ 2. Có 90% cấp xã và 80% cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3. 95% cán bộ công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo bồi dưỡng theo chương trình quy định. 90% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định. 50% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ. 156 trên 156 xã phường thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng. Trong đó có 29 trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập suốt đời cho nhân dân.